Tất cả các bạn, ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tô mò nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi tô mò nào. Trước khi đi tô mò, nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tô mò nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô mò nhé các bạn. Chú biết anh Quyết làm chi kia sao nhỉ? Anh Quyết đi què đâu? Lâu cũng gặp đâu. Lâu quá. Chắc quay dưới bay mòm rồi. Sao không làm gì nguyện? Anh kia làm, anh Quyết làm cái gì? Anh què cho người ta. Què với lông về nhà đó anh. Què với lông người ta. Tự... Là... tưởng là què cho Mạo Liên. Mạo Liên á. Nghỉ đâu rồi. Anh nghỉ rồi. Hay là video đấy nó không ok. Không, thím không làm được. Xem. Trồng cả cây, trồng cả cây cấp. Chị trồng cây. Cứ lúc xuống đi chơi, xuống đi làm. Không, mình chỉ nghĩ. Bảo sao lần này chả thấy. Chả thấy ở nhà. Chả thấy người đâu. Mẹ cho bé. Thôi kia lại bé bé giống nghe cái mẹ. Mẹ to đấy. Mẹ đi. Tới bé hơn rồi. Vậy là mình đã tông một tèm to rồi. Tất cả các bạn đã xem cái video. Đến lấy về hả nhìn nó to mà. Rồi. Mẹ mới luôn. Còn anh cứ vẫn toàn xương tức ghé ngang kia bình hồn phán ui ô ba thằng ơi tuyên xuân ban đêm đường đầu tiên mình thay nhỏ hồng nợ nắm tay ai tôi quay nón nó bay luôn.
Vậy là mình tôm một xong. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tô mò nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi tô mò nào. Trước khi đi tô mò, nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tô mò nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô mò nhé các bạn. Cái gì cần mẹ con ruồi đi, mẹ nó điền ghê. Vậy mình đã tô mò xong, con Kiều đáng yêu. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Chào tất cả các bạn đã đến kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tô mò chú chó. Tiếp theo mình sẽ dùng vàng tô dấu nhỏ. Mình sẽ dùng xanh nước biển tô cho phần tai và phần đuôi của chúng chó. Trời biển mẹ giả anh thì chúng ta sẽ đợi nhau nhiều nhặt suốt nè. Ai già anh không bán mua kinh thất bại. Chàng này được con tuổi đấy tôi những kinh kệ tôi thấy sống tôi thấy thôi kệ. Tôi vừa gặp lúc trước anh Cường, con bạn này tô này nè, thằng này tô ấy chỉ có một với cái cánh tay là sao cái để gì? Ai bảo? Toàn tô cả người đấy. Đâu ông mạnh chứ em cũng là em tô cũng một cánh tay rồi. Tô đâu một tí rồi xong rồi thôi. Thế thì nhà mình sợ người tô mình cái phun phút. Đồ điệp mọi người này tô xấu. Tô xấu thôi, tô điệp hẳn cái gì chả biết nhỉ. Đây, nói đây. Rồi. Xanh này. Cây thằng hoàng này, tím này, xanh này. Cái điệp mẹ màu tím đời. Tím, mà tím màu đỏ rồi mà màu vàng này tô làm cái gì. Cam kia. Rồi mình nhớ tô màu cam. Đây một màu vàng này nè. Rồi là mình đã tô màu xong thứ màu. Màu vàng này tô là cũng mẹ. Tô lắm màu nhớ thêm. Giờ mình nhớ màu cam. Tô cái này ra kia sau là hết thì tô. Màu cam này rồi. Muốn bước đi cùng bạn trên đoạn đường đã đã. Quy định đã rơi.
Ôm kệ này em dịch lên nhé. Xin chào tất cả các bạn đã đến kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tô màu cho tiên bớ. Đây là cảnh sát đến chung màu đỏ. Ui dồi ôi, đánh mì nữa. Để cầm mẹ gợi hình. Và đây là tô màu